Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Sập cầu treo lũ cuốn trôi người, trường biến thành sông do mưa lớn ở Sơn La. Mưa lũ kéo dài những ngày qua ở Sơn La khiến một người dân bị lũ cuốn trôi. Hai cầu dân sinh bị sập, hàng trăm học sinh phải sơ tán trong đêm do trường ngập. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng hôm nay tại huyện Phú Yên đã làm một người tử vong do bị nước cuốn trôi. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại bản Nà Lè, xã Tường Phù, cách vị trí ban đầu khoảng 3 km. Ngoài thiệt hại về người, mưa lớn ở huyện Phú Yên cũng làm sạt lở đất đá, vùi lấp ruộng hoa màu, cuốn trôi đồ đạc và gia súc gia cầm, hư hỏng một số công trình thủy lợi, nhà ở của người dân tại huyện Bắc Yên. Mưa lớn gây ngập trường, giáo viên trường trung học cơ sở Tạ Khoa phải chạy lũ trong đêm. Giáo viên cùng hơn 100 học sinh nội trú, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mường, Thái và Hơ Mông, đã phải sơ tán các em lên khu vực cao hơn. Được biết, trường trung học cơ sở Tạ Khoa nằm bích cạnh suối, mặc dù đã được đầu tư xây dựng kè chắn lũ, nhưng mỗi khi trời mưa lớn thì trường lại bị ngập. Nhiều điểm ngập trong sân trường thấp hơn con suối nên phải dùng máy bơm nước ra ngoài. Hiện tại, nhà trường đang phối hợp với xã và thông báo tới phụ huynh tổ chức dọn dẹp, phấn đấu sớm được các em trở lại học tập. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, cầu treo dân sinh tại bản Mệt Sai, huyện Yên Châu và cầu treo dân sinh tại bản Trò 1, huyện Phú Yên đã bị sập. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra tình hình thực tế, đặt biển cảnh báo sạt cầu cấm người qua lại, thông báo trên loa bằng tiếng dân tộc để người dân tránh xa khu vực bị sạt lở. Huy động lực lượng tìm kiếm người đàn ông bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái. Sau khi đi uống rượu mừng đầy tháng con bạn trở về, người đàn ông ở Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi. Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đình Mưu, chủ tịch xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một người mất tích khi đi qua cầu ngầm. Trước đó, ông Triệu Như Khờ, sinh năm 1976 ở xã Minh An, huyện Văn Chấn đi uống rượu mừng đầy tháng con của 10 bạn ở xã Thượng Bằng La. Trong đêm khi ra về, lúc đi qua cầu ngầm thuộc thôn Cướm, xã Thượng Bằng La thì ông Khờ bị lũ cuốn trôi. Ngay khi nắm bắt được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân. Đến hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chia các nhánh xuống dưới hạ lưu để tìm kiếm thi thể nạn nhân bị mất tích, ông Mưu cho biết thêm. Hà Nội, nhiều khu vực ngập sâu ở huyện Chương Mỹ vẫn đang chờ nước rút. Theo Chi cục Đê điều Hà Nội, áp lực từ hệ thống sông lớn nên đã xảy ra tình trạng là một số xã tại huyện Chương Mỹ vẫn ngập lụt. Thông tin tại buổi họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2022, ông Phạm Quang Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều Hà Nội cho biết, do mưa lớn nên tại khu vực Bắc Bộ cộng thêm lũ rừng từ Hòa Bình đổ về khiến mực nước các sông ở Hà Nội dâng cao, gây áp lực lên hệ thống sông lớn. Điều này đã xảy ra tình trạng một số địa điểm ở Chương Mỹ như Bùi Xá, Cầu Xét, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ ngập lụt. Đến đêm qua, nước trên sông Bùi lên 6m, vượt báo động 1, đến 22 giờ 30 phút tiếp tục lên 6,5m, vượt báo động 2. Cho đến sáng hôm nay, nước sông Bùi vẫn ở mức 7,79m dưới báo động 3. Theo ông Đồng, người dân và các lực lượng chức năng đã dùng bao tải cát ngăn nước từ sông Bùi tràn vào làng, đồng thời hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc để tránh bị nước lũ làm ngập gây hư hại. Do đặc thù địa hình thôn Bùi Xá giáp sông Bùi, khi có mưa lớn ở khu vực Hòa Bình thì nước ở hàng trăm con suối lớn nhỏ sẽ đổ ra sông Bùi. Từ đêm qua, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đã được huy động di dời nhà dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, xử lý chống tràn đê Bùi 2. Theo ông Đông, những ngày tới, dự báo nước sông Bùi sẽ tiếp tục dâng cao. Khuyến cáo chính quyền, người dân các xã vùng trũng ven sông như Nam Phương Yên, Quảng Bị, Tốt Động, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Xuân Mai chủ động theo dõi sát tình hình lũ để sơ tán người tài sản đến nơi an toàn. Ông Phạm Quang Đông chia sẻ, về các giải pháp thì trong thời gian tới sẽ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đê trong lưu vực này theo quy hoạch. Nhà kính trắng trời khiến phố núi Đà Lạt ngập lụt nghiêm trọng. Hệ thống nhà kính khiến Đà Lạt trở thành thủ phủ hoa và rau quả, song nó cũng khiến nền đất mất tác dụng thấm nước, gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, phố núi ngập nặng. Cơn mưa lớn chiều qua đã khiến Đà Lạt xuất hiện nhiều điểm ngập. Điểm ngập gây chú ý nhất là đường Phan Đình Phùng, đoạn suối Cam Ly đi ngang qua phường 2 Đà Lạt. Nước từ suối tràn lên khiến một đoạn đường khoảng 100m ngập nặng. Đây là điểm ngập mới xuất hiện. Ngoài khu vực trên, nhiều nơi khác tại thành phố Đà Lạt cũng bị ngập như đường Cách Mạng Tháng 8, Trạng Trình, Trương Văn Hoàn, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân.
các khu vực bị ngập trong trận mưa chiều qua đều có đặc điểm chung là nằm dọc suối Cam Ly. Đây là con suối chảy qua nhiều khu vực của Đà Lạt. Khi nước mưa thoát không kịp, nước sẽ tràn lên vùng ven suối gây ngập. Cơ quan chức năng cho biết Đà Lạt chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn. Song một nơi có địa hình cao như Đà Lạt bị ngập là điều khiến dư luận thấy khó hiểu. Theo tiến sĩ Lâm Ngọc Tuấn, nguyên trưởng khoa môi trường Đại học Đà Lạt, việc xây dựng nhà kính mang tính chất phong trào, đại trà với một độ cao đã phá vỡ cảnh quan của Đà Lạt, làm tăng hiệu ứng nhà kính. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng là một nguyên nhân gây lũ, tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân cốt yếu. Những trận nước dâng cao đột ngột gây lũ diễn ra với tần suất ngày càng dày hơn có nguyên nhân rất lớn từ việc gia tăng ồ ạt diện tích sản xuất nông nghiệp trong nhà kính tại Đà Lạt, nhất là vùng nông nghiệp dọc hai bên suối Cam Ly. Về lý thuyết, những vùng đất có nhà kính hệ số thấm nước bằng 0. Có nghĩa mưa đổ xuống thì rơi trên những tấm ni lông và đổ ào ào ra suối trong thời gian ngắn khiến nước dâng cao đột ngột tạo lũ với tốc độ chảy mạnh. Dù mưa không to nhưng vẫn xảy ra lũ lụt. Theo các số liệu mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích sản xuất hoa của Đà Lạt khoảng 18.000 ha, nhưng có khoảng 10.000 ha nhà kính. Diện tích nhà lưới, nhà kính chủ yếu nằm ở trong những vùng nông nghiệp lớn dọc suối Cam Ly như Thái Phiên, Chi Lăng, Mê Linh. Chúng ta cần lưu ý việc phá rừng trồng rau chưa tác hại bằng phá rừng để làm những khu nhà kính, kết cấu vùng đồi núi bị phá vỡ, dòng chảy, cách thẩm thấu nước đều bị thay đổi theo hướng tiêu cực và hậu quả gánh chịu không chỉ ở nơi có rừng, có nhà kính mà còn cả ở những nơi cách đó hàng chục, hàng trăm cây số, tiến sĩ Lâm Ngọc Tuấn nói. Chất lượng đất nông nghiệp sẽ suy giảm. Theo các chuyên gia, Đà Lạt đối mặt với việc mưa thì có lũ, nắng thì hạn, kiệt nước. Nước không thấm vào đất khiến suy kiệt nước ngầm ở những vùng đất có nhà kính. Và ở đây, chất lượng nông nghiệp cũng sẽ suy giảm rất nhanh. Nhà kính tràn lan từ nội ô đến ngoại ô là nguyên nhân nghiêm trọng khiến cho hệ thống thoát nước của thành phố Đà Lạt bị quá tải dù đã cải tạo rất nhiều. Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, nguyên Viện trưởng Vệ sinh Thái học miền Nam cho hay, diện tích nhà kính ở Lâm Đồng hiện nay đã gấp 5 lần so với 5 năm trước. Hiện trạng xây dựng nhà kính được phát triển một cách tự do và gần như thả nổi tùy vào sức mạnh của từng hộ gia đình. Theo ông Long, lũ xuất hiện là hậu quả nhãn tiền của lạm dụng nhà kính. Tôi cho rằng Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên cần đánh giá lại toàn diện các yếu tố tác động gây biến đổi cảnh quan, suy giảm hệ số thấm nước, mật độ xây dựng đô thị và cả yếu tố lâu nay chúng ta bỏ ngỏ là tổ chức sản xuất nông nghiệp. Việc đánh giá sẽ cho những cơ sở quan trọng để phòng chống lũ lụt. Ông Long khuyến cáo, Đà Lạt đang nóng lên với đỉnh nhiệt độ có lúc vượt ngưỡng 30 độ C, gây nên tình trạng oi bức khó chịu. Một trong những nguyên nhân là do phát triển nóng các nhà kính. Mật độ nhà kính dày đặc che hết diện tích bề mặt của đất, khiến nước mưa không thể thấm xuống mà tập trung thành những dòng chảy lớn, dẫn đến xói mòn đất sản xuất nông nghiệp, gây ra lũ ống, ngập lụt cục bộ và những ngày mưa lớn là bồi lắng ao hồ, sông suối. Các chuyên gia cho rằng, giải pháp hiện tại cần thay đổi tư duy, cách nghĩ không nên tiếp tục coi nhà màng, nhà kính là hợp phần thiết yếu, là biểu tượng của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt và Lâm Đồng. Đã đến lúc cần có sự đánh giá của các nhà quản lý cũng như quy hoạch vùng phát triển và tiêu chuẩn nhà kính tại nơi sản xuất rau, hoa lớn nhất cả nước này. Đà Lạt là thành phố xanh và nhà kính đã làm mất dần các giá trị vốn có của Đà Lạt, không nên vì lợi nhuận mà đánh đổi môi trường. Nếu không có các giải pháp sớm, Đà Lạt không chỉ phải đối phó với mưa ngập mà hạn hán và nhiều loại hình thiên tai khác có thể xảy ra do tác động quá lớn vào môi trường tự nhiên. Mưa đá trên diện rộng tại Đà Lạt. Chiều qua, một trận mưa lớn kèm mưa đá xuất hiện trên diện rộng tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, gây hư hại một số diện tích hoa và gây ngập cục bộ ở một số khu dân cư. Thống kê sơ bộ của địa phương, mưa đá tập trung ở các phường trung tâm của Đà Lạt như phường 3, 4, 5, 6, 8, 9 là nơi diện tích canh tác chủ yếu trong nhà kính. Sau trận mưa, đá đóng thành từng mảng, ảnh hưởng đến một số diện tích nhà kính và vườn trồng rau, hoa ngoài trời của người dân địa bàn. Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ cũng gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng thấp, khu dân cư, tuyến đường ven suối. Trong đó, khu vực An Tôn, phường 5 Đà Lạt có nhiều nhà dân bị ngập cục bộ. Hiện nước đã rút và người dân đang tiến hành dọn bùn đất tràn vào nhà. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê và báo cáo thiệt hại liên quan đến trận mưa đá trên. Mưa đá gần 7 phút cuốn bay trên 400 triệu đồng.
Mưa đá xảy ra trong khoảng 5 đến 7 phút, kích thước viên đá trung bình khoảng 0,3 đến 0,5 cm đã gây thiệt hại nặng nề, ước tính trên 400 triệu đồng. Theo báo cáo nhanh số 01 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc trên địa bàn huyện Văn Bàn, Bát Sát và thị xã Sapa có mưa vừa đến mưa to. Riêng tại phường Hàm Rồng, thị xã Sapa và xã Tòng Sành, huyện Bát Sát xảy ra mưa đá, thời gian khoảng 5 đến 7 phút, kích thước viên đá trung bình khoảng 0,3 đến 0,5 cm. Thiệt hại bước đầu do mưa lớn và mưa đá làm sập đổ một nhà bán kiên cố, ngập nước một nhà, thiệt hại 3 ha lúa mới cấy, 14 ha ngô, 2,7 ha dưa hấu, dưa chuột, tổng thiệt hại ước tính trên 400 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và chính quyền cấp xã giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng cục Phòng chống thiên tai yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết xấu. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết đến các nơi của Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Dự báo đêm hôm nay bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Ở vịnh Bắc Bộ đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, 8 biển động. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Từ ngày mai gió giảm dần. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ở vùng biển Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 4. Khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai, không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.